Một ngày ở nhà cùng lôi con sẽ như thế nào? Để chúng em tắm thôi. Chị ơi. Chết rồi. Đang lắc luôn. Đi sáng nha. Dạ. Cô đi cùng chúng em nhé. Cái gì? Để chúng em đi vệ sinh. Làm gì? Chán đâu quá. Gì đây? Chán thật đấy. Nam. Gì đây? Mang tí đồ thôi mà sáng thì ăn nhiều đấy. Đúng không? Chơi khỏe đấy. Cái gì thôi? Gì đây? Đây mọi người, ngay quay về cũng nhanh. Lâu giờ đứng lại giờ 4-5 phút rồi. Đấy, cứ đứng vào. Bị gì nhỉ? Gì vậy? Gì vậy?